Cách đây hơn 10 năm, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sơn La. Trong chuyến thăm ngày 8 tháng 1 năm 2014, đồng chí Tổng Bí thư và đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La và thăm di tích lịch sử nhà tù Sơn La. Những cán bộ công chức viên chức bảo tàng đã được gặp đồng chí Tổng Bí thư vẫn luôn nhớ những kỷ niệm, lời động viên căn dặn và tình cảm của đồng chí. Đó là những lời cảm tưởng của đồng chí Tổng Bí thư được đặt trang trọng trong cuốn kỷ yếu của Bảo tàng Sơn La. Hình ảnh cùng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây hơn 10 năm vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Tôi cũng như là một số chị em làm công tác hướng dẫn thì được ra tận xe, ra tận cổng để bắt tay và mời các bác vào trong đơn vị. Nên phải nói là tôi rất là cảm động, bởi vì từ cái hình thức bên ngoài cho đến cử chỉ lời nói ấy, thì bác rất là ân cần, bác rất là như là một người bình dân vậy. Đồng chí Tổng Bí thư cũng rất là chú ý lắng nghe những câu chuyện cảm động về các chiến sĩ cộng sản đã đấu tranh tại nhà tù Sơn La. Đồng chí Tổng Bí thư căn dặn viên chức bảo tàng tỉnh cố gắng làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, nơi giữ truyền thống cho các thế hệ mai sau. Cuối năm 2014, khu di tích nhà tù Sơn La đã được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến, là địa chỉ đỏ giáo dục cách mạng của nhân dân các dân tộc. Hơn 10 năm qua, đã có hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan khu di tích. Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, thì trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ bảo tàng tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đến nay thì toàn bộ 100% là có trình độ đại học, trong đó có nhiều cán bộ trẻ. Và thứ hai nữa là các cái hạng mục công trình của di tích đã được đầu tư, tu bổ, tôn tạo và trở thành một trong những cái di tích địa chỉ đỏ để đón tiếp khách tham quan và giáo dục truyền thống cho nhân dân về lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính. Những lời căn dặn cũng như lưu bút của Tổng Bí thư khi đến thăm di tích nhà tù Sơn La luôn được coi là kim chỉ nam, là động lực quý và cũng là phương hướng trong hoạt động của tập thể cán bộ, nhân viên bảo tàng tỉnh Sơn La.